Xin chào các bạn, và tại sự kiện giới thiệu iPhone 7 vừa diễn ra tại San Francisco thì cha đẻ của Mario, ông Shigeru Miyamoto đã lên sân khấu và giới thiệu về sự có mặt của anh chàng thợ ống nước người Ý trên hệ điều hành iOS với tựa game Super Mario Run. Tuy giá thành chưa được công bố chính thức, nhưng hẳn đây sẽ là một tựa game thú vị và có nhiều sự trải nghiệm mới mẻ trên hệ điều hành iOS của chúng ta. Super Mario Run sẽ hỗ trợ chơi nhiều người multiplayer. Tựa game mới này sẽ hỗ trợ chơi một tay, và theo như Apple thì bạn chỉ cần dùng một ngón tay chạm vào màn hình để điều khiển nhân vật Mario chạy, nhảy, leo trèo một cách linh hoạt. Và với giao diện chơi là chàng Mario sẽ chạy ngang màn hình, giống với phong cách truyền thống, cùng với phương pháp điều khiển đơn giản, không quá khó khăn như trên các hệ máy console, thì Apple dự đoán rằng đây là một tựa game sẽ tạo độ hot không thua kém game Pokemon Go. Bạn nghĩ sao về tựa game mới này? Xin mời để lại comment bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại.